Trong phút chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Vietnews USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023, trong phút mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, quận Mohave không kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử 2024. Cảnh sát cho biết vẫn còn nghi vấn sau khi hai cô gái tuổi teen bị bắn tại bữa tiệc tại nhà Casa Grande. Tin California, hàng chục chú chó Bulldog trị giá 100.000 Mỹ Kim bị bắt trộm. Người mẹ ở California bị bắt vì cáo buộc sát hại con gái 9 tuổi sau khi thi thể đứa bé được tìm thấy trong nhà. Tin Hoa Kỳ, đi tàu lượn siêu tốc bị mắc kẹt trên cao cần một tiếng. Đức Giáo Hoàng Francisco tiết lộ tình trạng viêm phổi trước chuyến đi hội nghị khí hậu Dubai. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, quận Mohave không kiểm phiếu bằng tay trong cuộc bầu cử 2024. Tin từ quận Mohave, Arizona, ban giám sát quận Mohave đã bỏ phiếu không vào ngày 20 tháng 11 để kiểm phiếu tận tay trong cuộc bầu cử năm 2024. Hội đồng bao gồm tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu với tỷ số 3-2 để không đếm tay. Phó luật sư quận đã đưa ra những lập luận mạnh mẽ chống lại việc đeo đuổi việc kiểm phiếu bằng tay vì chi phí và thời gian liên quan đến việc kiểm phiếu ước tính lên tới gần 100.000 phiếu bầu. Nỗ lực này ước tính khiến người nộp thuế phải trả 1.1 triệu Mỹ Kim vào thời điểm quận đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách 18 triệu Mỹ Kim. Phó luật sư quận cũng đề cập đến các vấn đề mà các giám sát viên quận Cochai vẫn đang giải quyết sau quá trình kiểm phiếu tận tay do quận bắt buộc trong cuộc bầu cử năm 2022. Ngoài ra, phó biện lý quận cho biết ông thận trọng trước lời đe dọa của Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kurt Mayer về việc theo đuổi hành động pháp lý sau khi đảng Dân Chủ đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nói rằng việc cho phép đếm tay sẽ vi phạm luật của Arizona. Lập luận do phó luật sư quận đưa ra dường như có sức nặng đối với một số thành viên hội đồng quản trị. Một trong số họ nói rằng gánh nặng sẽ thuộc về người nộp thuế trong việc thanh toán hóa đơn trước khi anh ta bỏ phiếu không. Cuộc họp công khai thứ hai về chủ đề này mất khoảng 2 giờ để hoàn thành phần bình luận của công chúng, trong đó hội đồng quản trị đã nhiều lần yêu cầu cả hai bên giữ trật tự. Một người cho biết, theo quan điểm của tôi, việc đếm bằng tay hoàn toàn thích hợp hơn so với máy móc. Chúng tôi đã thấy những gì đã xảy ra, được xử lý hợp pháp và chính xác. Cách duy nhất để đảm bảo số phiếu bầu hợp pháp và chính xác là có sự chỉ đạo của con người. Sau cuộc bỏ phiếu, đảng Dân Chủ Mayer đã đưa ra một số tuyên bố hoan nghênh quyết định này, nói rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm với quyết định này, điều này tránh được những rắc rối về pháp lý. Cảnh sát cho biết vẫn còn nghi vấn sau khi hai cô gái tuổi teen bị bắn tại bữa tiệc tại nhà Casa Grande. Tin từ Casa Grande, Arizona, hai cô gái tuổi teen đã bị bắn tại một bữa tiệc tại gia đình ở Casa Grande vào sáng sớm Chủ nhật, số cảnh sát cho biết. Vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 11, cảnh sát nhận được báo cáo về một vụ nổ súng gần Panel Road và đường Crossing. Đó là một nơi họ tìm thấy hai cô gái, cả hai đều 17 tuổi, bị bắn. Một cô được cho là sẽ sống sót sau khi bị bắn vào tay. Cô thiếu nữ còn lại bị thương nặng sau khi bị bắn vào đầu.
Cô tên là Haley Stephen, chết vì vết thương lúc 5 giờ chiều ngày 26 tháng 11, cảnh sát cho biết. Cảnh sát mô tả chi tiết hơn, các thám tử đã phỏng vấn tất cả các nhân chứng và hàng xóm có sẵn. Dựa trên bằng chứng và thông tin được xác định tại hiện trường, các thám tử đã xác định một bữa tiệc tại gia đình đang được tổ chức tại một ngôi nhà trống trên đường Silver Reef. Một cuộc cãi vã đã diễn ra giữa một số lượng người tham dự bữa tiệc, không được xác định số lượng. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc xung đột này, các phát súng đã được bắn ra giữa các bên liên quan. Các cô gái dường như không liên quan và cũng là nạn nhân vô tội của việc lạc đạn. Không có nghi phạm nào bị bắt giữ. Tại khu trung học Casa Grande, Nguyen cho biết các thiếu niên đều là học sinh. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu gọi cho Dead Nicholas Ellis trong số điện thoại 520-421-8700. Tin California, hàng chục chú chó Bulldog trị giá 100 triệu Mỹ Kim bị bắt trộm. Cảnh sát đang truy tìm những nghi phạm bị buộc tội đánh cắp hàng chục con chó Bulldog Pháp trị giá hơn 100.000 Mỹ Kim từ một cửa hàng thú cưng ở miền nam California. Cảnh sát nói vụ trộm xảy ra vào sáng sớm ngày 21 tháng 11 tại cửa hàng thú cưng Top Dog trên Rose Grand Avenue ở Gardena. Chủ cửa hàng Andrew Avalos nói với KTLA sau khi xem video an ninh. Họ chạy đến chỗ những con chó túm lấy chuồng, lôi ra ngoài và ném vào xe tải. Họ bước vào bàn cửa trước, đá tung cửa, bật đèn, tóm lấy những con chó rồi bỏ đi. Đoạn phim cho thấy một chiếc xe tải lớn màu trắng được mở ra trước khi những con chó được đưa ra ngoài và ném vào phía sau xe. Những tên trộm chó ném chó vào thùng xe như những con thú nhồi bông. Một trong 12 con chó mà 4 người đàn ông đeo mặt nạ đã bắt được là một chú chó biểu diễn 10 tháng tuổi tên là Rose X. Những tên trộm cũng được cho là đã lấy đi 2.000 Mỹ Kim từ máy tính tiền. Người chủ đã nói rằng ông quan tâm đến những con chó hơn là tổn thất tài chính. Đang treo giải thưởng bằng tiền cho bất kỳ ai có thể truy tìm những con chó và nghi phạm. Người mẹ ở California bị bắt vì cáo buộc sát hại con gái 9 tuổi sau khi thi thể đứa bé được tìm thấy trong nhà. Một bà mẹ ở California đã bị bắt vì cáo buộc sát hại đứa con gái 9 tuổi của mình. Người được phát hiện đã chết tại nhà của họ ở quận Cam hôm thứ Sáu. Aliza Ali Pendergraft, 32 tuổi, bị bắt tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Aliso Venezuela liên quan cái chết của con của cô và bị đưa vào nhà tù quận Cam. Cảnh sát Westminster đã phản hồi ngay buổi trưa ngày thứ Sáu tới dãy nhà 14100 Golden West Street ở Westminster để tiến hành kiểm tra phúc lợi sau cuộc gọi từ một thành viên gia đình có liên quan. Cảnh sát cho biết cảnh sát đã xông vào nhà và phát hiện thi thể của cô gái có dấu hiệu bị chấn thương. Pendergraft, người không có nhà, khi cảnh sát tìm thấy thi thể, sau đó bị truy tìm và bắt giữ tại trung tâm mua sắm ở Aliso Venezuela. Cảnh sát Darren Larin cho biết, khi các sĩ quan cảnh sát phản đối mặt với những bi kịch hàng ngày thì vụ giết người này thật đặc biệt đáng lo ngại do sự mất mát vô nghĩa của một đứa trẻ được cho là do chính mẹ của cô ấy gây ra. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Bạn muốn làm chủ một nhà hàng Việt Nam? Hãy đến với tiệm phở vùng Moon Valley, North Phoenix. Tiệm mới, khách sang, equipment đầy đủ, sân đầu phật kinh rộng rãi. Địa chỉ Thunderbird Phở, 13236 North 7 Street, Unit 1, Phoenix, Arizona, 85022. Anh chị em có nhu cầu mua tiệm xin liên hệ Will 602-600-8474, 602-600-8474. Vui lòng để lại tin nhắn nếu không nghe máy. Tin Hoa Kỳ, đi tàu lượn siêu tốc bị mắc kẹt trên cao gần một tiếng. Các tay đua trên tàu lượn siêu tốc Universal Studios Florida Theme Park đã bị ở Orlando đã bị mắc kẹt gần một giờ trong tư thế thẳng đứng trong đêm lễ tạ ơn. Sở cứu hỏa Orlando nói với Fox 35 rằng vụ việc xảy ra tại tàu lượn siêu tốc Hollywood Bright Ride Rocket của công viên vào tối thứ Năm và không cho biết người bị thương. Các tay đua trên Rip Ride Rocket đi lên một thang máy thẳng đứng cao 167 feet
sau đó thực hiện một số vòng xoắn rẽ và vòng. Denis Maleski, người có mặt tại công viên, cho biết anh nhìn thấy mọi người bị mắc kẹt trong tư thế thẳng đứng trên đường đi. Universal Studio đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đức Giáo Hoàng Francisco tiết lộ tình trạng viêm phổi trước chuyến đi hội nghị khí hậu Dubai. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến Dubai trong tuần này, mặc dù tiết lộ rằng ngài bị viêm phổi. Theo hãng tin AP, Đức Giáo Hoàng Francisco đã không xuất hiện vào Chủ nhật hàng tuần tại cửa sổ nhìn ra quảng trường Thánh Pedro, một ngày sau khi Vatican cho biết ngài đang bị cúm nhẹ. Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng đã ban phép lành buổi trưa truyền thống trong một lần xuất hiện trên truyền hình từ nhà nguyện trong khách sạn Vatican nơi ngài sống. Anh chị em ơi, ngày Chủ nhật vui vẻ. Hôm nay tôi không thể xuất hiện bên cửa sổ vì tôi bị bệnh viêm phổi. Đức Giáo Hoàng Francisco, người sẽ bước sang tuổi 87 vào tháng tới, đã nói. Ông nói thêm rằng một linh mục ngồi bên cạnh ông sẽ đọc bài của ông, những suy gẫm trong ngày dành cho ông. Đức Giáo Hoàng Francisco chuẩn bị có bài phát biểu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho một cuộc họp COP28 về biến đổi khí hậu vào thứ Bảy. Ông mô tả vấn đề toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng đặc biệt đối với giới trẻ và cảm ơn những người sẽ theo dõi chuyến đi 3 ngày của ông bằng những lời cầu nguyện. Người ta nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francisco với một miếng băng trên tay phải và thứ trông giống như là một ống thông, nhưng Vatican không trả lời ngay câu hỏi của AP về việc liệu ngài có được điều trị trên đường tĩnh mạch hay không. Theo Vatican News cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trải qua cuộc chụp TT phổi vào thứ Bảy. Trích dẫn văn phòng báo chí Tòa Thánh báo cáo các xét nghiệm có kết quả âm tính đối với các biến chứng ở phổi. Đầu năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phải nhập viện 3 ngày vì bệnh này, mà sau này ngài nói là bệnh viêm phổi và bệnh mà Vatican mô tả là một trường hợp viêm phế quản cần điều trị bằng thuốc kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Cuối tuần này, trời có gió và lạnh bất thường vào cuối thu ở Rome. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.